Cơn bão Otis mạnh cấp 5 hôm qua đã đổ bộ vào khu vực ven biển bang Guerrero của Mexico và các địa phương lân cận, tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng, trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới Acapulco. Với sức gió lên tới 266 km, bão Otis đã cuốn phăng hầu hết các kết cấu gắn liền với nhà cửa, công trình xây dựng gần bờ như hệ thống cửa, mái nhà. Lượng mưa lớn đã khiến hệ thống giao thông tê liệt, nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông. Được xem là cơn bão lớn nhất trong nhiều năm gần đây, cơn bão xuất phát từ Thái Bình Dương cũng khiến nhiều khu vực duyên hải phía Tây Mexico bị mất điện, làm gián đoạn toàn bộ hệ thống viễn thông và thông tin liên lạc. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại vật chất. Trong khi đó, thì ô nhiễm không khí do cháy rừng lại đang khiến nhiều trường học tại Bolivia phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn học sinh của nước này. Khoảng 3.650 trường học, chiếm 15% tổng số trường học trên cả nước, phải đóng cửa đến ngày mai. Vùng Santa Cruz, đầu tàu kinh tế và là vùng đông dân nhất của Bolivia, là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Việc đốt rừng làm nông nghiệp là hoạt động phổ biến tại Bolivia. Theo Bộ Môi trường, khoảng 2 triệu hecta rừng và đồng cỏ đã bị đốt trong năm nay. Khói đen đã bao phủ bầu trời của thủ đô La Paz và thành phố El Alto, nơi có sân bay quốc tế của Bolivia. Tình trạng thiếu nước do hạn hán đã khiến công tác dập lửa trở nên khó khăn. Bộ Y tế Bolivia đã ban bố khuyến cáo sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai.